Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo hàng về cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đang quan tâm và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh biết những sản phẩm gì về trong các ngày. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được hai sản phẩm là một chiếc đầu câm Lakamachi 1000 25 mã và sản phẩm tiếp theo là một chiếc đầu La Gra. Chiếc đầu La Gra thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn một chiếc và dòng sản phẩm đó là mã dòng sản phẩm La Gra dòng E. Ngày hôm nay thì về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có một chiếc và đặc biệt ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được một bộ chân thấp. Mọi khi thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn bán cho quý khách hàng là chân cao. Ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh về một bộ chân thấp, cửa hàng đang trưng bày và lắp ghép tại đây. Sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ quay chi tiết để quý khách hàng có thể cảm nhận và đánh giá độ mới của sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn. Vâng, những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn rất nhiều như những chiếc đầu băng cối, những chiếc đồng hồ, những chiếc quạt, hàng VIP bên cửa hàng thì là những sản phẩm tuyển chọn rồi. Và vừa ở clip trước thì cửa hàng cũng được chào đón một vị khách hàng có địa chỉ tại Quảng Ninh về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chốt chiếc đài radio gỗ, nhưng cửa hàng âm thanh Đức Hạnh không làm clip do công việc riêng của anh khách hàng nên cửa hàng cũng sản phẩm nhỏ thì cửa hàng không thông báo. Và ở clip này cửa hàng sẽ thông báo và review tới quý khách hàng hai sản phẩm về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những thiết bị đẳng cấp bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng đang trưng bày tại đây và ra mắt cho quý khách hàng có hai cặp băng 7 và băng 10. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ghi trực tiếp ở chiếc đầu La Gra 4S này ra và cũng sẽ test cho quý khách hàng những bộ sản phẩm như vậy. Cửa hàng cũng đã từng phối ghép cho quý khách hàng nghe những bộ sản phẩm như thế này rồi. Và ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ thông báo trên kênh để quý khách hàng có thể được ngắm nhìn và biết là sản phẩm này nó đẹp xuất sắc như thế nào nhé. Vâng, đây là một bộ băng 7 và một bộ băng 10 cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang lắp ở đây rồi. Và một bộ càng 10 thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã từng cung cấp ra cho quý khách hàng. Giá là dưới 37 triệu. Và bộ chân này thì so với bộ chân cao mà cái bộ sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang trưng bày ở phía trong góc phía sau này là một bộ chân cao thì đây là dòng La Gra dòng E. Dòng E thì nó rẻ tiền hơn dòng La Gra 4S này. Và đây là những sản phẩm chất lượng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có này. Máy thì cực kỳ là mới, rất mới luôn, như vừa bóc xốp nhá. La Gra 4S này quý vị và các bạn này. Cửa hàng sẽ quay chi tiết và có bản test riêng cho quý vị và các bạn. Có bản test riêng cho quý khách hàng. Vâng, đây phần mặt bên trên quý khách hàng có thể nhìn thấy không có một tì vết nhỏ. Và cửa hàng đang lắp với một bộ càng 10. Một bộ càng 10 và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đang lắp ở cái xương màu vàng như này để cho nó cùng với đồng bộ với bộ chân. Những vị khách hàng nào mà quan tâm yêu thích cả bộ như thế này thì có thể liên hệ để chốt đơn. Cũng rất là hiếm và lâu lắm rồi thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chưa về được một bộ La Gra 4S. Đây, cửa hàng sẽ quay chi tiết từng góc cạnh và phần mặt của sản phẩm để quý khách hàng.
Vâng, đây là vế bên hồi tay phải của sản phẩm này, tay trái của sản phẩm này. Sau clip này thì cửa hàng sẽ test riêng để quý vị và các bạn có thể được biết là sản phẩm này nó chất lượng như thế nào. Và cửa hàng cũng đã từng có những bài phối ghép lên kênh rồi đấy ạ. Đây là bộ chân thấp nhé. Chân này thì cửa hàng thường mua hộ khách thôi ạ. Bộ chân này nó là 15 triệu 500. Chân không là 15 triệu 500 là giá cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh mua hộ quý khách hàng, chưa cộng tiền ship đâu nha. Một chiếc đầu cực kỳ là mới, vừa cập bến xong thì cửa hàng sẽ lên sóng để quý khách hàng có thể cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm. Giá một chiếc máy này không là giá hơn 100 triệu. Vâng, và đây là một bộ càng 10. Bộ càng 10. Tất cả phụ kiện đi kèm thì còn đầy đủ luôn. Bác nào mà chốt cả băng 7, băng 10 và một bộ chân, một bộ càng 10 thì cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh sẽ cộng phụ kiện này đi kèm. Còn đâu thì giá riêng của một chiếc máy này nó có giá là trên 100 triệu rồi. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ hai về trong ngày hôm nay là một chiếc đầu Nakamachi 1025 mã. Đây là một chiếc đầu câm mà bên cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh vẫn thường cung cấp cho quý vị và các bạn. Chiếc máy về trong ngày hôm nay thì để nói về độ đẹp, nó đẹp đến 98% theo đánh giá của cô chủ shop gửi tới quý khách hàng. Và đặc biệt thì nó có một cuốn băng zin đi kèm Nakamachi đây ạ. Cửa hàng có ghi chương trình đây rồi ạ. Vâng, phần lóc máy phía bên trên đây. Các bác mà quan tâm đến dòng sản phẩm như thế này thì cô chủ shop sẽ gửi phần máy bên trong cho quý vị và các bạn. Còn đâu bên trong thì nó cực kỳ và sáng và vàng đây rồi ạ. Hôm trước thì cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh có một chiếc 1000 trơn thì cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh cũng đã bán cho vị khách hàng có địa chỉ tại Hải Phòng rồi. Còn chiếc về trong ngày hôm nay là một chiếc 25 mã. Đây phía sau đây ạ. Cũng là đa cầu điện nhá. Zin nguyên bản luôn. Và dòng cao cấp của dòng dòng Nakamachi thì bên cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh vẫn còn một chiếc Nakamachi 1000 ZXN phiên bản Gold. Và chiếc đó thì cửa hàng đang trưng bày ở nhà riêng của cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh. Vâng, chiếc về trong ngày hôm nay là một chiếc đời cao cấp 1025 mã. Đây, cửa hàng quay hồi phía bên tay trái cho quý vị và các bạn này. Vâng, và hôm trước thì cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh cũng có chụp hình đăng chiếc đài Toshiba TR SX3. Chiếc này thì còn nguyên thùng xốp. Còn nguyên thùng xốp, đẹp như mới tinh luôn. Đẹp như mới tinh luôn. Bên cửa hàng đang sẵn hàng những chiếc đài đẹp đây ạ. Chiếc này thì các bác có thể cảm nhận qua một ống kính này. Một chiếc đài Toshiba RT SX3. Sử dụng một cửa băng cassette nghe radio. Cái này thì rất là chất và chạy hoạt động hoàn hảo, ok từ A tới Z. Chiếc thùng của nó đây ạ. Giá của sản phẩm này thì trên 10 triệu. Chiếc đồng hồ này, chiếc đài này ạ. Màu rất là đẹp luôn. Vâng, những chiếc đầu 635 thì bên cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh vẫn có đến 646 thì cửa hàng đang hết hàng. 636, 747 DBX, 747 trơn bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Vâng, vậy clip thông báo hàng về của ngày hôm nay, cửa hàng Ấm Thanh Nữ Hạnh có 2 sản phẩm về trong ngày. Cửa hàng cũng đã review và quảng cáo tới quý khách hàng. Ở clip này thì cửa hàng không test hàng và sau clip này cửa hàng sẽ có một bản test riêng cho quý vị và các bạn chiếc đầu Lagra 4S về trong ngày hôm nay. Vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148.
Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.